làm về cái việc mà tối ưu hóa lực chiến trên xe mới ha, thì ok mời Hậu chia sẻ trước khi mà mình bước vào clip nhé. Dạ ok Tuấn Anh, thì khi mở một server mới á thì thực sự là để làm thế nào để mà tối ưu được cái lực chiến và level để chúng ta lọt top với một số vốn vừa phải. Mình nói ở đây là một số vốn vừa phải nha, nếu như các bạn có rất nhiều tiền á thì các bạn đu top rất là khỏe rồi thì không cần cần phải mẹ gì cả. Nhưng mà nếu như các bạn muốn bỏ ra một số tiền vừa phải và các bạn có thể lọt top để ăn được những cái con boss bạch hầu hoặc là một số những cái sự kiện khác, thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn điều đó. Ok, các bạn theo dõi video nhé. Bắt đầu thôi, nhớ like, subscribe và comment nhé trước khi xem tiếp. Ok, thì để mà tối ưu hóa được cái lực chiến và level ở trong cái game này á, thì các bạn thứ nhất là các bạn phải hiểu game, thứ hai là các bạn phải có một cái team mạnh. Team mạnh ở đây là như thế nào? Có nghĩa là khi mà các bạn vào đua top lực chiến hoặc là level ở trong cái game này, thì đầu tiên á là các bạn phải có một cái team ở trong đó là nó phải có tầm khoảng hai cái bang, hai cái bang, đây là nhân vật cái bang, các bạn có phải thể phải có là tầm 1 đến 2 cái bang đó. Và nếu như các bạn vốn ít á, thì các bạn có thể chọn hai cái phái đó là Thiếu Lâm và Nga Mi để tối ưu hóa được kiếm tiền, thì mình sẽ làm cái video phía sau đó. Nhưng mà các bạn phải có một cái team mạnh, và cái team này á là phải đầu tư như nhau à, có hoặc là đầu tư mạnh á, nghĩa là ít nhất là chúng ta phải cắn full trên cát hoặc là chúng ta phải up đồ để mà có thể clear được cái map Long Môn Trận để tối ưu hóa được cái level đó. Thì khi mà vào game á thì các bạn sẽ cứ đi làm nhiệm vụ bình thường thôi, ai làm nhiệm vụ đó đấy. Thì khi mà làm nhiệm vụ đến cái level mà 78 hoặc là 79 là sẽ hết nhiệm vụ để chúng ta làm, đúng không đó. Thì khi đó các bạn sẽ đây này, khi mà các bạn làm đến level 78 á là thì các bạn sẽ là không không còn cái gì để làm nữa. Thì khi đó các bạn sẽ vào phần cài đặt này, các bạn nhìn để ý cái phần thời gian treo máy này, các bạn cắn bạch cầu hoàn cho mình nhé. Các bạn cắn bạch cầu hoàn tùy theo server nó ra buổi sáng hay buổi chiều. Nếu như mà ra 3 giờ chiều đúng không, các bạn làm nhiệm vụ tới 4 giờ chiều, các bạn nếu mà các bạn có team mạnh nhé, các bạn họp từ 4 giờ chiều đến đến nếu như mà gọi là như thế nào nhỉ, các bạn có thể đua top level luôn á, thì các bạn có thể họp đến 12 giờ đêm 1 giờ sáng để các bạn có thể lên được đến level khoảng 90 đến 100. Level càng cao thì đi đi Long Môn Trận ban đầu càng có lợi đó. Thì các bạn có thể op để lên, nếu như các bạn muốn đua top level thì op đến level 100 luôn. Khi mà lên level 100 rồi á thì các bạn vào chân cát nha, các bạn mua kinh nghiệm đan x2 và thẻ vào Long Môn Trận đó. Và trước khi đi các bạn nhớ là cắn kinh nghiệm đan x2, lập tổ đội 4 người, các bạn nhấp lên tổ đội này, các bạn lập đội này và đây gọi 4 người anh em đua top của mình vào đây đấy. Và các bạn sẽ đi 3 lượt, các bạn sẽ đi 3 lượt Long Môn Trận, các bạn sẽ đi 3 lượt Long Môn Trận nhé, clear map 720 quái thì các bạn có thể lên được đến level khoảng là 111 hoặc là 112. Nếu như các bạn có x3 thì các bạn có thể lên cao hơn nữa. Và sau đó các bạn sẽ đi làm hết tất cả những cái hoạt động, các bạn coi thử có những cái hoạt động gì ở đây hoặc là cái sự kiện gì đây, ác nhân cốc đây, các bạn làm hết. Ok chưa? Rồi mà các bạn làm hết xong rồi á thì các bạn off luôn nha. Vài ngày đầu thì các bạn không nên trend nhiều làm gì hết, bởi vì là trend nó cũng chỉ thêm một ít cô game code thôi. Nếu như các bạn đua top thì một ít code nó không phải là vấn đề đó. Thì mà khi mà các bạn off như vậy á thì đến ngày hôm sau các bạn vào làm nhiệm vụ tiếp đúng không, thì hôm sau vào các bạn sẽ mới đầu vào các bạn sẽ cắn full trên cát trước, full trên cát trước. Nếu như mà các bạn có điều kiện thì các bạn có thể múc hết cái dàn đá từ 1 đến 4 này luôn. Còn nếu như mà các bạn chơi để mà kiếm tiền mà vừa mạnh vừa kiếm tiền á thì các bạn có thể múc đá 1, đá 2, đá 3 thôi. Đó. Rồi, là các bạn sẽ lên được tối ưu. Và ngày thứ hai nha, mình lưu ý các bạn là ngày thứ hai thì các bạn sẽ làm full hoạt động trước nha. Các bạn vào các bạn sẽ làm hết tất cả những cái hoạt động này để lên level cao nhất có thể. Và sau khi không còn cái nhiệm vụ gì để làm nữa thì nếu như mà các bạn gọi là không muốn trend nữa thì các bạn có thể off cho mình nhé, off luôn tới nửa đêm. Và đến nửa đêm hôm đến nửa đêm một ngày hôm đó thì team 4 của các bạn mới vào online và đi Long Môn Trận, thì như vậy á, cái level của các bạn sẽ nằm ở trong top luôn đấy. Như mình như này, lúc vào chơi á mình đầu tư không có nhiều nha, acc này mình chỉ đầu tư vào ban đầu là 150 đô thôi, nhưng mà level của mình hiện nay đang top 2 server đó, lực kiến là top 10 server. Thì các bạn có thể thấy là để mà chơi một hiệu quả thì chúng ta phải cần có những cái mẹo như vậy đó. Và những ngày tiếp theo cũng như vậy nha, các bạn cứ vào làm hết tất cả nhiệm vụ. Nếu như mà không cần trend quá á, nếu như mà các bạn thì cứ buổi sáng các bạn sẽ vào làm cho mình đó là
full tất cả nhiệm vụ rồi up hết, up full lực chiến lên trong cái điều kiện có thể của các bạn. Và xong rồi một là các bạn sẽ trend quái hết 6 tiếng đầu rồi các bạn hãy off. Nếu như mà các bạn không cần trend luôn á, các bạn gọi là không cần một ít code khi mà trend quái làm gì á, thì các bạn có thể off luôn. Đến giờ các bạn có hoạt động thì các bạn vào. Ví dụ như những giờ hoạt động như tống kim này, uống rượu bang, ác nhân cốc, khiêu chiến bạch hầu, thủ lĩnh bang. Đây là những cái sự kiện là bắt buộc chúng ta phải làm. Thì để mà mạnh chúng ta phải làm như vậy, làm cái nhiệm vụ như vậy. Đó, thì các bạn tới giờ các bạn vô làm xong off. Đó là lên level nhanh nhất nha. Và off nhớ là off các bạn phải vô chân cát, các bạn off các bạn mua bạch cầu hàn các bạn cắn vào. Thì như vậy các bạn sẽ nằm ở trong top level. Mà top level để làm cái gì? Top level là để các bạn lên level cao sớm nhất để các bạn bắt những con thú hiếm như thế này này, tăng rất nhiều lực chiến. Ok. Rồi, đó là về phần đua top level. Và phần thứ hai đó là đua top lực chiến. Làm thế nào để chúng ta lên lực chiến với số tiền ít nhất mà hiệu quả nhất, đúng không? Thì ở đây có những thứ mà lên nhiều cái lực chiến nhất. Đầu tiên đó là hộp kiếm này. Hộp kiếm nha. Thứ hai là hiệp khách. Thứ ba đó là về phần cường hóa, đó là bảo thạch. Nếu như các bạn lên full dàn bảo thạch 4 thì các bạn sẽ rất là mạnh. Và nó tốn đâu đó tầm khoảng 70.000 cốt nha. Thứ tư đó là linh thú, các bạn có thấy không? Linh thú của mình, bây giờ mình sẽ cho nó nghỉ này. Và mình xuất chiến lại này. Linh thú của mình đang tăng khoảng là 225k lực chiến. Đó, một con linh thú mình bắt free thôi. Rất là mạnh. Và các bạn có thể nhìn, các bạn nhìn cho mình này. Là ở đây nha, cái chỉ số của mình này, né của mình là 23k này, chính xác 32k này. Bây giờ mình tháo con bét ra coi thử nó xuống như thế nào này. Không, né hồi nãy là 23k, giờ còn 14k, chính xác 32 còn 23. Cộng chỉ số cực kỳ nhiều luôn con linh thú này, nên là các bạn phải ưu tiên cho mình đó là kiếm cho mình một con linh thú thật mạnh. Và linh thú thì là mình đã làm trong video trước rồi, các bạn có thể xem lại video đó để biết cái tầm quan trọng của linh thú. Và cái tiếp theo lên lực chiến mạnh nữa đó là bắt quái. Bắt quái cũng tăng lực chiến khá là mạnh. Và cuối cùng ở đây đó là tâm pháp nha. Tâm pháp, nếu như các bạn có điều kiện thì các bạn cứ cắn full tâm pháp ở trong chân cát cho mình. Một ngày người ta sẽ bán là hai cái hộp tẩy tủy kinh, hai hộp thì kinh và hai hộp hấp tinh đại pháp. Thì hấp tinh đại pháp các bạn phải ưu tiên lên level 240 càng nhanh càng tốt nha, bởi vì là hấp tinh đại pháp này PK rất là ngon. Và cái điểm hấp huyết càng cao thì các bạn PK càng bá. Rồi, vậy thì nếu như các bạn vốn ít á, thì như thế nào là hợp lý ha? Thì nếu như bạn mà muốn đầu tư vừa phải mà vẫn mạnh á, thì hộp kiếm đây nha, các bạn có thể cắn cho mình khoảng tầm 5 đến 7 ngày đầu thôi. Là một ngày hai hộp để lên tầm hộp kiếm 5 là đẹp nha, 5 đến 7 ngày lên hộp kiếm 5 là đẹp. Hiệp khách cũng như vậy, các bạn có thể là cắn cho mình đâu đó tầm lên khoảng hiệp khách 4 hoặc hiệp khách 5 là các bạn có thể dừng. Nếu như bạn không muốn đầu tư thêm nữa, vì là lên bây giờ thì một ngày các bạn mua khá là tốn cốt nhưng mà nó cũng không lên được bao nhiêu level để lực chiến hết, các bạn sẽ dùng để up cái khác. Rồi, tiếp theo đó là bắt quái vậy. Tầm cả 2-3 ngày đầu thì các bạn mua bắt quái, các bạn up lên hai cái dòng HP với sát thương để tối ưu hóa cái lực chiến để mình đi long môn trận cho nó khỏe thôi. Thú vậy, thú ở đây nhá. Nếu như các bạn không thể bắt được bét hiếm bởi vì là có quá nhiều người canh thì các bạn sẽ bắt bét thường. Đó. Từ level 1 đến level 140 thì các bạn có thể không cần để ý lắm đến bét lắm. Nhưng lên level 140 rồi á thì các bạn có thể săn cho mình một con tiểu yêu 7 8 sao dùng đỡ. Đến level 175 thì các bạn sẽ dùng cho mình đó là con cự hùng 8 sao hoặc là con cẩu cẩu 8 sao. Thì tùy vào các bạn có thể thích như thế nào. Cự hùng đây thì về thiên về công, còn cẩu cẩu thì thiên về cân, có nghĩa là những cái chỉ số nó sẽ đều nhau hơn. Đó. Và con cự hùng 8 sao thì nó có thể tăng tầm 170 đến 180k lực chiến, con chó cũng như vậy. Đó. Và tâm pháp như vậy nha. Tâm pháp thì các bạn sẽ tới tập trung cho mình hai cái tâm pháp chính, đó là tẩy tủy kinh và hấp tinh đại pháp. Còn nếu mà có điều kiện các bạn có thể cắn hết, còn không thì mình cứ cắn lai rai này. Bây giờ mình mới có cấp 120 mấy, cấp 100 mấy thôi. Rồi. Và một cái để tăng lực chiến mạnh nữa đó là đồ ha. Nếu như mà các bạn muốn đầu tư ít thì các bạn có thể chọn những cái món đồ nó vừa phải thôi. Ví dụ như ở đây mình chỉ có dùng đồ vàng thôi ha. Mình lấy hai cái dòng chính để tăng lực chiến nhiều nhất, đó là phòng ngự và sinh lực thôi. Mình chưa có mua đồ gì mới gì nhiều hết. Các bạn thấy không? Những cái món này mình mua chỉ có tầm 15 đến 20 kg thôi ạ. 10 15 20 kg thôi. Đó, như cái liên này mình mua 10 kg này. Đấy.
Cái oán này mình mua đâu đó 10 cu ghi luôn này. Toàn những món rẻ tiền đó các bạn. Đó. Rồi hoặc là các bạn có thể khi mà chen nó rớt là những cái món đồ á. Ví dụ như ở đây nhé, mình chen quái nó có rớt ra một cái liên ở có một cái phù như thế này, cái phù level 200 như thế này, nó ngang ngửa một cái phù vàng hoặc phù cam đó, thì các bạn có thể lọc được những cái món như vậy, các bạn cất nó đi rồi để mà sau này các bạn dùng để các bạn có thể ít tốn tiền nhất đó. Thì đó và cái phần đát khảo một quan trọng nha, để mà lực chiến mà các bạn tăng nhiều quá thì những cái chỉ số thuộc tính cơ bản nó phải cao, ví dụ như chỉ số của hộp kiếm này, tăng chỉ số này, sinh lực 150.000 này, nội lực đó và hiệp khách. Các bạn có thể là đó là nâng hết những chỉ số cơ bản lên cao nhất có thể để mà khi mà các bạn mặc những cái món đồ này tăng phần trăm này, ví dụ như gia tăng phòng ngự đúng không, phòng ngự của bạn cao và gia tăng phòng ngự nữa thì cái lực chiến của bạn sẽ tăng lên rất là nhiều. Và tâm pháp cũng như vậy nha, các bạn tại dị kinh tăng rất nhiều sát thương này đó, có nghĩa là những cái thuộc tính cơ bản nó sẽ giúp cho khi mà các bạn mặc đồ các bạn sẽ tăng được nhiều cái lực chiến nhất đấy, ok chưa. Rồi đó là cái cách mình đua top lực chiến và level dành cho server mới ha. Đây mình 150 đô top 10 lực chiến. Đấy, top 2 về 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 level này, ủy thác thì mình rất ít ít, mình kiểu như mình đi giúp anh em ăn boss các thứ nên là mình cũng không có treo nhiều. Cửu Dương mình đang level 2, đang top 2 server. Hiệp khách mình cắn rất là ít nhưng mà hiệp khách mình cũng top 13 này. Hộp kiếm top 28, tỷ võ top 10, thông minh tháp top 11. Thôi ok, thì đó là những cái tip chơi mà để mà mình đua top bên server 4 với một số vốn đó là 150 đô và mình hiện nay đang khá là ok ở trong cái server này. Thì nếu các bạn thấy hay thì các bạn có thể tham khảo nhé. Ok. Nhưng mà hôm bữa tụi anh có nghe về việc mà Hậu chia sẻ về việc á, đó là sau khi chia sẻ về việc bắt bét xong á thì việc bắt bét nó trở nên khó hơn rất nhiều. Có nghĩa là khi mà một cái thông tin gì đó mà nhiều người biết á thì nó sẽ, tụi anh nghĩ là chắc chắn nó không còn nó dễ dàng nữa. Nên là nếu mà các bạn muốn tối ưu hóa cái việc này á mà trở nên là đi đầu trong cái game này á, thì các bạn có thể là follow, comment những cái gì bạn muốn cũng như là đăng ký kênh, bật nút chuông để mà nhận được những thông tin mới nhất nhé. Thì ok, là Hậu không biết là còn muốn chia sẻ gì thêm không em? Thì tất cả mọi thứ đã chia sẻ trong video rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của bài bạn Investment. Chúc các bạn chơi chuyên đề vui vẻ nhé. Bye bye. Okay, bye.